Bệnh nhân Hà Thị Trúc, 61 tuổi, tình cờ phát hiện mắc sỏi thận hai bên với kích thước vô cùng lớn trong lần khám tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Bệnh nhân này đã có sỏi từ rất là lâu rồi. Bệnh nhân thì cũng không để tâm gì đến nhiều bệnh lý của mình, bởi vì có một điều rất quan trọng, đây là viên sỏi ở trên thận. Và viên sỏi này không đưa lại nhiều triệu chứng ở trên bệnh nhân. Hiện tại kích thước của viên sỏi là khoảng độ 4cm, chiếm toàn bộ ở trong bể thận của bệnh nhân. Các bác sĩ cũng cho biết, với trường hợp của bệnh nhân Trúc, nếu không điều trị sớm có thể dẫn tới tình trạng nhiễm trùng, ứ mủ bể thận và nguy hiểm hơn là suy thận cấp và mạn tính. Do vậy, việc can thiệp kịp thời và dứt điểm là rất quan trọng. Bây giờ hiện tại thì chúng ta sẽ không sử dụng cái phương pháp cổ điển như này nữa, bởi vì phương pháp này tổn thương trên cơ thể bệnh nhân rất nhiều và bệnh nhân chịu cuộc mổ rất là nặng nề. Chúng tôi sử dụng đấy là tán sỏi thận qua da bằng đường hợp nhỏ. Trên cơ thể bệnh nhân chỉ có một lỗ rất nhỏ để chúng tôi can thiệp vào trong thận của bệnh nhân, tán vụn sỏi của bệnh nhân, lấy toàn bộ sỏi ra khỏi cơ thể của bệnh nhân. Tán sỏi qua da là phương pháp trực tiếp can thiệp vào sỏi và sử dụng năng lượng laser tán vụn sỏi. Nếu như mổ mở có thể khiến bệnh nhân tổn thương và nguy cơ sót sỏi cao, thì với phương pháp tán sỏi qua da tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm bởi gần như không gây tổn thương, không ảnh hưởng tới sức khỏe và có thể lấy toàn bộ sỏi ra khỏi cơ thể, bao gồm cả sỏi kích thước rất lớn. Khi phẫu thuật, các bác sĩ cho cô tán sỏi qua da này, không thấy khó chịu, nó nhẹ nhàng, dễ chịu, nám cũng không thấy đau. Sau 3 ngày được tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ, hiện tại bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn. Bà có thể tự đi lại, tự vận động và tự sinh hoạt cá nhân. Bác sĩ làm cái phương án này nó hồi phục nhanh lắm. Cô giờ thì ăn uống trở lại bình thường rồi và cái vết thương của cô bây giờ nó cũng ổn định. Nên một lần nữa cô xin cảm ơn tất cả các bác sĩ, các cô y tá, hộ lý trên khoa ngoại, nhất là bác sĩ Dương đã giúp đỡ cô lấy cho cô từ viên sỏi to đến viên sỏi nhỏ. Ngày nay cô đã được bình phục trở lại bình thường.